Ok, cô Lực xin kính chào quý cô bác, quý anh chị em nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh cô Lực. Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là mùng 1 tháng 5 thì vợ chồng cô Lực là lên núi chơi mọi người ạ. Đấy, vợ mình tìm thấy cây mâm xôi rồi. Cây mâm xôi. Cái cây không này biết là mọi người có biết cây này là cây gì không? Cây mâm xôi. Đây gọi là quả mâm xôi mọi người ạ. Em là hôm nay là hội mình là lên trên núi để chơi nhá mọi người. Có biết quả này là quả gì không? Nào chào mọi người nào. Không đâu. Không đâu á. Nè đây này. Thấy chưa? Nãy đi qua đường kia thấy có. Ờ tự hái. Mâm xôi ấy hơn mà nhỉ? Nhiều hơn mà nhỉ? À đây có mâm xôi. Mâm xôi đỏ đấy. Không. Ờ. À có đơn hàng của anh được à? Chiều tối mới ở nhà nhé. Chua. Ok. Chua chua ngọt. Cẩn thận gai nhá, có gai nhiều lắm ấy. Có gai nhiều lắm. Nó giống như kiểu quả dâu ấy chị nhỉ? Ừ. Như kiểu sắp như kiểu dâu tây ấy. Ờ bắt được con rồi. Ăn quả ngọt, quả lại chua chị ạ. Gì được quả? Có quả chua, quả ngọt. Có nhiều lắm, mọc dại nhiều lắm. Bên kia lúc nãy có mấy cây á, có nhiều lắm. Cây này nó còn như kiểu sắp tàn, có mấy cây mà nó màu nó đẹp đẹp như thế nó mới đẹp. Ăn thấy ngon mà chị. Xem cái lúc đấy nhiều ở đâu nhỉ? Tại bên kia liền. Cái này nó hái khó á. Đi cái hái dễ kia đi nhỉ. Cái bên kia mới có nhiều bên kia. Ờ, lúc nãy đi xe đi qua thấy có nhiều. Đấy mọi người ạ, thì ở trên cái phong cảnh trên này rất là đẹp luôn nhá mọi người. Yên tĩnh. Hôm nay là nhóm hội mình là lên trên này để nâng cá mọi người. Trâu. Ua, kia có hai con trâu kìa. Vợ đi cưới trâu không? Đi cưới trâu nhá, Vương nhá. Nhưng con trâu này ở cưới được mà. Chứ đi chăn trâu toàn cưới trâu đi về nhà thôi. Đi kiểu đi xa xa thế này, cứ cưới từ đây đến tận nhà. Cái táo rừng này chưa đến mùa nhỉ? Ờ, táo rừng này mấy nước cũng ăn ngon. À, cái này thấy nhiều người mua vậy anh hả? Đúng rồi, cái này như kiểu nhiều người mua làm cây cảnh ấy. Ờ, thế ở chợ có nhiều người mua. Mua cả cây mà, đào từ gốc đi xong là làm cây cảnh á. Đúng rồi. Hôm chợ thấy người ta bán nhiều. Bán đấy. Một cây 50-60 nghìn đấy, đùa đâu. Hôm nào mình đem trên này đào, nhiều lắm trên này. Này này này. Đấy, mọi người ai có nhu cầu là muốn sử dụng cái cây này để làm cây cảnh thì liên hệ cô Lực nha. Nhiều lắm trên này. Cô Lực bán một cây 50 cho thôi. Đây này, đây này. Cả này, cả. Cái này phải cầm một cái bát đi cùng xong rồi hái, hái được cái bát đầy ấy, thì hắn ăn thì mới sướng. Ờ, này này. Thử đây, quả này ngon lắm. Ngọt không? Ngọt chứ. Mọi người xem bắt đầu có quả mâm xôi đấy. Để hôm nay được ăn rồi đây này. Mâm xôi mọc lại nhiều. Ăn nhỉ? Ừ, cho có cây gai nhá. Xa quá rồi. Thằng bên kia rồi. Đây này. Đây toàn là bãi thả trâu ngày xưa ra đây. Thả trâu này. Đây là những cái toàn đi bộ thôi. Đồi hoa sim. Ôi ôi. Đây này, ăn con loại đỏ đỏ này mới ngon này. Ôi rồi đây có một quả đỏ đỏ này. Loại cái này mới ngon này. Nhưng mà nó có hơi. Có phải trong kia cũng. Ôi kia này. Ơ có hàng đống luôn. Loại này ngon lắm. Rồi ơi nhiều lắm. Ủa. Ôi nhiều lắm. Ôi kìa. Đây nhiều chút chút luôn. Cái này gọi là quả gì nhỉ? Quả này gọi là quả gì không biết nhưng mà quả này ăn thì có ăn được. Có ăn được. Nhưng mà kiểu quả này người mua hay cưới gọi nó kiểu ăn xong nó hay bị quả này ngọt lắm. Nó không chua. Quả này ngọt hơn quả mâm xôi ạ. Đúng. Ngon nhỉ. Anh ơi. Đây không phải mâm xôi, đây không biết quả gì. Quả rừng thôi. Như quả rừng ăn được. Ui giời. Thấy không? Rất là ngon luôn. Ừ, ngon lắm. Ngon lắm mọi người. Ngọt khủng luôn. Ui giời quả này ngọt lắm. Ngọt hơn quả mâm xôi chị nhỉ. Ừ. Ngọt hơn. Bố ơi ăn không? Bông đang ăn ngọt chưa? Ngon nhỉ? Cái hoa sim này cũng chưa ăn được. Lúc nào nó nở ra ăn nở ngon. Nở ra thì màu đen. Màu đen gì? Cây hoa sim nhá mọi người. Những đồi hoa sim. Đây trong kia à vợ? Có nhiều nhưng đấy. Có nhiều mà nhưng mà cũng. Nè, nó toàn cây gai thôi. Đây. Đây là cây gai thôi, còn cây bên trong mới phải. Ừ. Cái này là cây táo rừng. Cây táo rừng. Ủa, ơ thật, sợ cây gái lắm, không ăn nữa. Sợ chọc tè à? Đấy, kia hái kìa, đây, chú, cô đào ấy. Cậu ăn rồi.
con châu chấu không? Quả đơn quả mông xôi, quả mông xôi hơi chua chua. Mỗi quả nó ngon một kiểu. Cái mấy nước cái quả này nè, quả này nó còn ngon ngon. Như ăn xong thì lưỡi nó màu tím hết. Gai. Gai thôi. Quả cái này là cái gì? Không biết. Rồi ơi, ở trên núi mà không biết cây cái đây cây gì. Cây sim người ta vừa bảo là những đồi hoa sim đấy. Ô nhờ nhờ này là trước họ đây bán mang đi chợ bán. Con này mới ngon này. Ngon. Có con ăn ngon lắm con này. Con sâu rồi. Để cho con xem. Ừ, cho cháu bông xem đi. Con này con gì? Con sâu. Con sâu á? Sợ không? Con sâu đỏ. Sợ. Có sợ không? Con châu chấu. Ôi, ôi, mặn à. Ngon mặn đâu. Ăn đi. Nhiều lắm nhờ cái cây này này. Trên này bãi thả trâu rất là rộng lớn nha mọi người. Cái cây nhiều nhiều như là bên kia sao ạ? Cái cây nhiều nhiều lúc nãy mình thấy. Ôi dồi ôi, tơ đồi này rộng thật đấy. Đây mọi người, ở dưới thành phố chắc là không nhìn thấy con trâu mấy đây này mọi người nhá. Con trâu đây là con trâu nhá. Con bé này gọi là con nghé. Cô Lực bắt con này về nhà bây giờ. Đấy mọi người thấy con nghé như thế nào không? Đây là hai mẹ con đang ở đây ăn cỏ hay sao ấy. Đó. Ui, ba con. Ui rồi, bốn con. Năm con. Ui trời ơi. Mọi người. Ở trong này có rất là nhiều con trâu nhá mọi người. Có hẳn năm con trâu. Ui dồi. Có toàn gái, cây gái đâu. Ui trời. Quả rồi. Hả? Hết quả rồi. Đấy, cây mâm xôi đây này, nhiều quả đấy. Mỗi tội hái hơi khó một chút. Hái có khó. Gai nhiều lắm mọi người. Rồi, cô Lực sẽ hái một nắm xong mới ăn. Hái cho con. Ừ, ok. Nghe này con. Đối với con này là con gì? Con gì? Bông chim bát à? Con chim bát. Con gì? Đấy là con gì? Con châu chấu. Châu chấu á? Chú còn không biết là con châu chấu chứ. Con gì? À đúng rồi, hoa này để đặt sàn nữa rồi. Hoa kim ngân á? Hoa kim ngân. Phải không? Hoa kim ngân. Không phải sao? Sao giống như màu trắng mà. À có nhân trần ở nhà cái đấy. Đâu? Cây nhân trần trước hay lên trên này để nhặt nhân trần đấy. Này đấy, nhìn những cái quả mà nào mà nó bóng bóng ấy, nó ăn mới ngon. To to á? Đấy, quả bóng bóng to to thế này ăn mới ngon, còn những cái quả mà bé bé nó chua lắm. Nghe cái quả bóng bóng ăn ngọt. Xung quanh ta toàn là rừng. Ta thấy một cái cây táo rừng. Chỗ cây táo rừng này nó đang có quả rất là nhiều luôn nhỉ. Đây là mình tự đặt tên là cây táo rừng thôi chứ còn thực ra không biết là cây gì. Kiểu quả nó là ăn như kiểu vị như kiểu quả táo ấy mọi người. Quả nó đỏ chất. Nhưng mà đây đang có quả nhỏ thôi. Ôi đây này quả nhiều lắm mọi người ạ. Mấy bữa nữa là quả to về màu đỏ đỏ mọi người. Cái này là loại quả đen đen này này. Ờ. Có đúng một cây từ lúc nãy giờ. Đấy. Cái này cũng gọi là mâm gì không biết nữa. Quả à. Này là quả màu đen đen. Ngon quá. Ngon quá. Quả này ngon. Một tuần là có mấy vài quả. Di chuyển thôi anh nhỏ. À, di chuyển. Chưa. Đấy, bây giờ là vợ chồng mình sẽ lại di chuyển tiếp đi cái ngôi lều bên kia để nướng gà mọi người ạ. Vừa đi được một vòng quả núi rồi.
Bây giờ là sẽ đi nướng gà để ăn trưa nay nhá mọi người ơi. Hôm nay thì kiểu mình lên núi trời nắng quá nên là mình cũng không đưa con nhỏ lên trên núi nữa mọi người ạ. Trời bây nắng giờ, vợ chồng mình đang cách nhà tầm khoảng 2 km ở tít trên núi mọi người ạ. Trên núi cao. Trên quả núi cao. Trên này cũng nhiều đá giống như ở Hà Giang anh nhỉ? Hả? Trên này cũng nhiều đá. Có mấy đâu? Khu này có này. Không biết khu này thôi nhỉ. Đấy. Lều làm ở trên đá luôn. Con chó này. Con chó của nhà mình này mọi người ơi. Đi theo hội mình lên tận trên này. Đi theo người lên tận trên núi luôn. À thấy có rất là nhiều người bảo muốn mua chó cảnh nhà mình ấy. Nhưng nhà mình không bán đâu. Mọi người đây là nuôi cái lều ở trên đá luôn nhá mọi người. Lều của nhà chú mình làm rất là đẹp luôn. Ở dưới thì là những cái cục đá mọi người ạ. Về dưới lều là những cục đá nhá. Có những con chó này mọi người. Thôi lên trên lều vậy. Tham quan lều của chú một tí. Thế nào? Ô mát nhở. Trên lều này mát rồi đấy. Là hội mình đang nhóm lửa ở kia để tí là bắt đầu làm nướng con gà ấy mọi người. Là hôm nay thì cũng có anh chị ở tận dưới Hà Nội lên trên này chơi mọi người, chơi từ hôm qua đến hôm nay rồi. Để lên trên này cả gia đình lên trên này du lịch mọi người. Đây là những cái bẫy chuột nha mọi người. Đây là những chiếc bẫy chuột nha mọi người. Đây nha mọi người, gà của hội mình đây. Hai con gà siêu to. Hai con gà siêu khủng lồ. Ô, con chó đòi trèo lên này. Không trèo được lên rồi. Úi dồi ôi. Không được kéo lên. Không lên. Không lên được. Đấy. Ở khu vực này như kiểu là ở Hà Giang á mọi người, toàn đá. Như ở trên Mèo Vạc đồng đá mọi người. Yêu. Con chó này toàn sữa. Nhiệt thì trắng cái này. Trắng cái chỗ này. Trắng nó nhiệt nó lên sát hết. Nhiệt khác đi. Bây giờ không sặn, không chọc cho nó đầu nó nhọn nhọn lên. Nó rất là nhọn chứ. Xe ra cái củ rất là rất. Xe kìa. Xe máy kìa. Ủa, cây này cứng phết nhờ. Cứng mà, cây này toàn là cây ở trên đá nhờ. Toàn làm cá cua cá xẻng ấy. Mà anh không được. Hôm đấy bảo đi mua khâu đuôi về nướng không có. Khâu đuôi con lợn á? Ừ. Đuôi con lợn này là cái gì? Lợn này. Được xuyên qua cổ nó. Bỏ vào. Chắc không qua được đâu. Nóng không? Không. Bây giờ là gì đã nóng tí nữa ăn nóng. Giờ cái xúc xích này vừa nướng vừa ăn luôn mới ngon. Vừa vừa nướng vừa ăn thì không ăn được thịt gà giống như hôm trước ấy. Không ăn nữa. Tí chị ăn
thịt. Lúc nào ăn hàng ăn một thể thì mới ăn được, cứ ăn trước tí nữa không ăn được. Sao dễ còn chưa vừa nữa vừa ăn rồi, 3-4 cái tí nữa đến lúc ăn thịt gà thì không muốn ăn nữa. Ăn được 2 cái xúc xích là no mà. Ồ, khói quá nhỉ. Cái cục than này chưa, không biết cháy chưa? Nó bị gió thổi ngược. Hôm qua thì mưa lạnh, hôm nay thì lại nóng. Ồ, khói quá. Cái gì à? Hả? Trong bộ của nó là được, nó là bộ đi tận đấy à? Ồ, phải nâng lên rồi nhỉ? Có cục đá nâng bên đấy lên nhỉ? Đốt rồi. Nhìn thế thôi than nó đỏ lắm rồi dưới. Wow. Ô, có cả đào nữa đây này. Ở đây hết rồi. Ở đây mà. Từ đây cũng tầm 2 tiếng mới chín gà. Hai vợ chồng mình đang lên trên núi để tìm măng. Ôi nhưng mà làm gì giờ còn măng nữa à? Cao quá rồi nhau này. Có nhưng mà nó già rồi. Nếu mà đi tìm chắc là vẫn có cái thấp thấp á. Đi tìm cây măng để nướng nhưng mà hình như là cây vầu này là giờ măng mọc cao hết rồi mọi người. Thế này. Này măng mọc cao này thì làm gì thành nữa. Thử xem. Thử xem có cái cây nào vừa nước mọc không. Măng đắng. Cái cây măng này nướng ăn ngon lắm mọi người ạ. Nướng xong chấm súp ăn rất là ngon. Già hết rồi. Có khi già hết rồi. Đây là những cái cây măng non này. Mọc cao như thế này hết rồi. Có. Rừng vầu. Trèo lên được không? Đeo dao mèo còn đeo ngược. Úi giời, vợ mình không khác gì con khỉ luôn. Úi giời, có nhiều mà nhưng mà nó già hết rồi. Có nhiều mà nhưng mà già hết rồi. Ôi đây có con gì này, con này đi mang đi nướng này. Đâu? Ờ đấy cái con. Con nó ăn măng này. Con đấy, con này biết bay này mọi người ạ. Nướng ăn nó ngon. Giống như kiểu, cái đầu nó giống như kiểu con voi ấy. À, đi lấy đi cho trẻ con. Nó cắn ý. Không có rồi nhở. Mọi người thấy không? Nó to hết rồi. Cái đầu nó giống như kiểu con voi ấy. Ừ. Bây giờ còn không muốn cái đồi này chắc là nhiều rắn lắm. Đồi này có rắn nhiều á? Rắn bây giờ nó chở hết rồi. Rắn hổ mang chúa đấy á? Ôi giời ơi. Vợ tuổi rắn sợ gì con rắn, gọi rắn về đây đi vợ. Rắn sợ chứ. Không có đâu nhở. Ui con chim. Ôi giời ơi con chim to thế. Nhiều. Đúng là trong rừng. Chắc hết rồi, giờ không có rồi. Này nó mọc già hết rồi. Mọc già hết rồi. Nó mọc như thế này mình cắt cái đoạn đầu nó nướng thành không nhở. Không. Cái măng này. Hả? Thấp hơn một tí nữa đây thì nó bị dài quá. Phải chưa hiện cái cây tre cơ. À, nhưng mà con gì lại cắn hết rồi kìa. À, con này này. con này nó cắn này. Cắn thì nó mới có sâu măng. Con này cắn mới có sâu măng á?
Con này nó đẻ ra. Con này gọi là con gì nhỉ? Con. Con sâu măng mà họ hay ăn chín à ăn cái gì nhỉ? Ăn tươi ấy nhỉ? Trời. Ăn tươi gì á? Cái con sâu măng là màu vàng vàng, màu vàng vàng ấy. Đấy là con sâu cây móc. À. Còn sâu cây măng này là sâu trắng. À. Chắc không có nữa rồi. Chả thấy có cây nào à? Chắc là nó to hết rồi. Măng đắng là thường thường là mọc muộn. Hiểu bay rồi. Thôi chắc không có nữa, di chuyển về đó. Già hết mọc, rồi. Mọc già hết rồi. Đây này có nhưng mà già hết. Này có cây bé bé thôi. Cây cực cây bé bé thôi. Cây bé bé nào? Đây. Cây bé thì thành. Không thành đâu, hay không có đâu, đi về thôi. Thế còn một vườn à? Hết vườn rồi. À. Đây là của nhà bà ấy đây. Không có quả. À. Vợ con vắt xính chân vợ hai con nhỉ. À, đồ. Trên này làm gì có con vắt. Ừ. Trên nương ruộng, cái ruộng ở dưới nhà có nhiều lúc. Lớn 20 mấy tuổi đầu rồi còn sợ con vắt. Nó cắn nè. Hội mình là muốn đi tìm cây măng để ăn nhưng mà không có nữa rồi mọi người ơi. Hết mùa măng rồi. Hết mùa rồi. Hết mùa măng rồi. Chả có cây nào nữa rồi. To. Bây giờ nó chỉ cần cây nó mọc tầm khoảng 50 phân thì mình mang đi nướng cũng ngon, nó đắng đắng. Tầm này. Còn càng này, tầm này thì càng ngon. Tầm đấy thì giờ làm gì có. Đúng rồi, không có nữa. Giờ phải lên cái vườn của nhà vợ ấy, có nhiều đồ của nhà vợ ấy nhỉ? Có, nhưng mà năm nay bảo cũng không có nhiều đâu. Năm nay như kiểu bị mất mùa ấy. Thế á? Mẹ bảo năm nay như kiểu bị mất mùa, không có nhiều giống như năm các năm khác. Đây này, có nhiều cái này, nó to hết này. Mọc cao hết rồi mọi người ạ. Ở trên này chỉ nghe tiếng ve kêu, tiếng chim kêu thôi nhỉ? Ừ, trên này nó rất là bình yên luôn nhá mọi người. Cũng không có trên rừng. Mà ở đây người dân là đổ bê tông hết đến tận nương luôn đó mọi người. Ơ, chứ không, không có nhà ở đâu nhưng mà đường bê tông đến tận nương luôn. Để được chở ngô, chở nương. Chở ngô, chở các loại. Mọi người thấy không? Đây, những cái con đường nhỏ nhỏ này là con đường đi xuống ruộng. Ơ, sao cái cây này mà chẳng có cái quả luôn nhỉ? Cây này trên rừng nhưng mà không có quả luôn. Đấy, phải ở vách đá mới có. Cây làm gì có quả nữa. Ừ. Có quả bé tí này. À không, chắc không phải mùa. Trên này này cũng có nè nhưng mà nó già hết rồi. Cái gì? Măng ấy. Đấy, cái ngôi liệu hội mình đang đứng ra tít dưới kia ra mọi người ạ. Đang ở cách tầm khoảng 200 mét. Ủa, đường bé này quay đầu xe kiểu gì đấy? Nhấc một phát quay thôi. Không. Cái liều ở tận dưới kia mọi người. Đang ở cách xa tầm 200 mét này. Bây giờ không có măng thì mình di chuyển đi về thôi. Đi về thôi. Đây, cầm máy quay để trông quẹo cái xe nào. Có nhưng mà to hết, già hết rồi. Cái xe kiểu gì đấy, đường bé tí à?
con đường này thì sao quay được? Không, thử dạo này quay rồi. Ừ. Khó quay đấy nhở? Bây giờ tận đây này. Hả? Tận đây mới quay được. Thấy chưa? Nó mới không chạy. À. Xe này xe của anh dài lắm. Một quá trình rất là khó. Xe mình thì nó hơi nặng nên. Ok. Thế là cũng xong. Con đường này bé lắm mọi người ạ. Nhưng mà bên kia có xe dỡ lên không tránh nhau được à. Này. Có rộng 50 phân rồi con đường. Chui qua rừng núi. Đây có một ông là đang chăn trâu nhá mọi người ơi. Cha, 5 con trâu lúc nãy mình quay dưới kia chắc là của ông ấy nhỉ? Vâng. Ừ, sợ quá. Sợ cái gì? Sợ. Giờ xuyên qua bãi thả trâu. Ờ đúng rồi, cái cây táo rừng, gọi là cây táo rừng. Cây táo rừng mà trồng khắp tự bịa ra không biết là cây gì đâu. À thế à. Nhưng mà họ mua nhiều. Con chó. Ôi giời ơi. Sợ quá. Ba con chó gì. Bây giờ kia giờ anh chụp ảnh đâu kìa. Anh đang chỉnh mà anh đi kìa. Hàng đào. Kìa. Con này nó có. Nó sẽ biến thăm màu. Cái gì? Nó sẽ biến thăm màu ha. Cái áo của em không sắp. Đang đi làm nâu chân được rồi đấy. Ôi trời ơi, đang bảo là làm bẩn quá tí cởi cho em bé nhá. Ôi, mình có lau vào áo bố này bẩn. Này, mẹ ơi, con bố quên là gì mà cái cây. Cả hai con đều là gà mái. Không đục lỗ thì nó chẳng chết rồi. Ra bảo không đục lỗ là nó chết. Ra bảo bố đục lỗ cho lửa anh à. Thế nó đục lỗ cho. Ủa xem đục lỗ cho con để cho thở. Đục lỗ nó chẳng bỏ chạy. Bỏ que đấy. Đục lỗ nó chạy mất. Trông nhỏ thôi. Trông nhỏ mấy xíu thôi. Tí bố nướng ăn luôn thì. Để đây này, cắm này nó không bỏ ra được đâu. Mình lấy này không bỏ ra được. Đấy, cắm này tí nữa thụt. Đục. Trên này sao vẫn có con ruồi nhiều. Không có que gì đi. Nó không ra được đâu. Đi sắp quần lên con. Con này. Con bố vào cái cây nhỉ. À, bóc cái con này ra. Con đó lại ra rồi. Thử. Thôi để ra ngoài cho nó sống đi. Thử. Đi nó chết đấy. Con này có biến cho màu gì không? Làm sao mà biến lửa con. Anh phải có cách. Thả xong rừng. Lấy chỗ con thả đi. Con đụng vào đây nó có cắn không? Cắn vào đây nó cắn được. À, bố đi rừng kia kìa. Ừ, rừng đấy. Con đấy kìa. Chạy lên đấy kìa. Ở trên kia xa xôi chưa vậy, có hai cái lều ở chị. Cái kia điểm du lịch ấy. Trên kia kìa. Và du lịch ấy cho khách du lịch hay lên trên đấy. Trên đấy lạnh hơn đây. Cao hơn. Có cái gì trên đấy ạ? À? Trên đấy cũng là đồi thoải toàn cỏ, bãi cỏ xanh ngắt lên rồi. Bãi cỏ. Nó là chỗ để ngắm cảnh thôi. Ngắm hoàng hôn. Ngắm hoàng hôn á, lúc chiều chiều về nó đẹp lắm. Với lại chỗ họ hai đi chụp ảnh cưới. Nó đẹp á. Chụp ảnh vào đấy phải mất tiền đấy đúng không? Giờ vào đấy vé thu vé mà. 20 20.000 đấy, 20. Ngày xưa thì không mất đâu nhưng mà từ lúc họ ấy thì nó mất. Nhưng mà thỉnh thoảng có hôm họ không ở cũng không mất đâu mà. Chỉ có thứ bảy chủ nhật là mới hai mất. Thả vào đây nó có biến màu không? Thì nó biến thành màu đỏ ấy. Còn lâu. Con bắt cá.
thì mình chỉ biến thôi. Không, bây giờ cháu thả vào lửa này nó biết hay màu đỏ mà. Đâu? Để vào lửa ấy. Ôi trời ơi. Tín ơi, không thả vào lửa đâu cái con này, không cho chết đâu. Con không biết là thả vào lửa nó làm sao à? Con biết ngay là chết. Thế thì được, sao nó còn nghe theo phải bác? Thả ra cây đi, thả ra cây cho nó. Cây kia chín rồi. Tín ơi, nhiều quá. Chín đi. Không, không, cái này cơ mà. Ờ, để xúc xích vào ấy. Chín chưa? Chắc được rồi. Ừ. Lấy cái đĩa. Ui giời ơi, ngã chưa? Gà thôi. Chị chụp ảnh thôi. Em cứ ngồi nhìn con gà thôi, không cần nhìn con gà. Ôi giời, thơm quá. Anh chụp á? Khói quá rồi. Cái này lấy để đâu ấy? Hả? Lấy để đâu? Lấy để đâu? Để đâu? Để xúc xích là? Mang đi cho nhà để trong cái bát để cái gì? Để trong bát nhá, em lấy bát. Em lấy bát ra để như này. Chụp bình chị thôi nhá. Đây này. Gà này sẽ ăn nhờ. Tốt ta đi. Để luôn nhé. Ơ không, để cho ấy xem. Chị cứ vào đi quay lại. Chị không nhìn đâu. Chị cứ nhìn vào điện thoại. Chị nhìn thấy nó tự thở kia. Nhớ con gà lên. Mới nha, những người mới nha. Cái này là mỗi người một con sẽ ăn như thế này. Hai. Cái này quay xem một đoạn video nhé. Chín rồi. Quay đều chín luôn. Quay rồi. Chín đến trong luôn. Quay rồi. Ờ, thì đi về cắt. Thế rồi. Đúng rồi, ok rồi. Thế là ok. Có cái đầu là bỏ đây. Đổ đi, ai ăn đầu. Đầu chân là bỏ. Ô, bây giờ, quay chân vào. Ngồi sang đây nhanh. Ngồi sang bên này. Bây giờ ngồi sang bên này. Sang đây với mẹ em. Không, không, hả? Ăn đá. Không, không chỉ đào, không sao đâu. Không được đào đâu. Ôi, bông rồi. Bông rồi. Lại ông. Ông cho đi tìm quả mâm xôi rồi. Anh bảo xé đi, xé đi. Quả ai xé? Hả? Đi xé đi. Ai ăn miếng nào xé miếng đấy mới ngon. Ơ thật mà. Ăn vừa ăn vừa xé ngon lắm. Đây chú nước đây là bia nữa anh lực cái lên đây đi thôi chạy chạy mất ngon ăn xin đây đúng không ạ? 10 10 lít bia đây lấy ra 10 lít bia cái đấy anh phụng đi là bắt không? Hay là kìa cốc kìa. Bắt thế. Nhớ cốc đấy. Đấy lấy bát cốc. Bát này bát. Cái này có bát bát. Cần muối. 10 lít muối 2 lít. Cần bia đó bia. Đúng rồi, bản chất của uống bia à? Muối này chấm thanh long thôi.
Cái này không được. Ủa cái này không có cái cá bé làm nhỉ? Ơt hạt dổi. Ở đâu? Ở rồi. Thấy thấy con đẩy tay. Ô, ông xây dựng rồi. Con đưa đây không? Ăn được nữa. Ăn được nữa. Bây giờ con này đang đầy mâm. Con làm cái gì mà? Ớt rồi. Đây rồi. Thế nào? Ớt rồi. Cái này là gì đây? Ớt. Ớt rồi. Chết rồi. Con gì đấy? Ớt. Chân ớt chấm xúc xích ạ. Chân xúc xích đây. Ủa là ta ấy. Mấy người xem có cái ai đâu. Chạy để ăn được mà. Nó là để ăn. Ta nướng nó cứng. Ta nướng nó cứng. Đâu có thể là cái gì. Mình làm phải gấp được cơ. Đây con gà gà. Mình phải cảnh rồi. Ăn cái gì không? Ăn cái này. Cắt bằng cái gì? Uống nước chè không? Không. Nước chè ngon lắm. Rồi. Nước đường đấy. Để trẻ con cho nó chấm cái này thôi. Ôi, uống đi. Uống cái này. Cay thế. Dưới lại cay. Ui giời. Cái ấm trên này. Nước chè siêu ngon. Chè phốc phốc dù. Ở nắp mà. Không cần nắp không? Ông còn muốn. Ông còn muốn đi à. Ăn ăn rồi. Anh nhá, chị uống được à? Thế uống cái gì? Cuốn ăn à? Bắt bắt cho chị uống nước mà. Này, cuốn ăn cái này không? Sao? Ăn hết rồi. Nước ngọt hết rồi. Không còn sao không? Ông bông là chưa uống được. Không mà tự uống. Chị chuyển biên ạ. Ủa rồi đấy. Chuyển biên ạ. Chơi nóng quá. Nóng quá, đi chơi nhiều nóng. Một quà tà nóng quá. Thì nó không ăn. Trời. Ê, nó ăn. Mực con đây. Ủa thôi. Bạc con đây nhỉ? Đấy, con to rồi. Con đâu? Đây, về đây. Cho cháu. Ba được uống bia. Thế ăn đi. Đấy, con này kéo con đây xuống đây. Đây, đây. Uống bia. Sao lại sao bác uống? Uống đâu? Ủa đấy là nước ngọt. Nước chè thôi. Thế? Không được. Không được. Nước chè thôi, nước chè thôi. Bình tĩnh. Không ăn đi. Không. Ơ, cánh nhá. Ăn cánh nào. Ơ, ăn gì à? Cánh nhá, ăn nhá. Cứ ăn cái gì xé, cái tự xé. Dù ông đi nhanh nhanh, khi người ta ăn hết đùi gà ấy. Bơ này, cánh này. Nhanh. Trời ơi. Không cho bác uống bia xong rồi mặt cái mặt. Anh cho cái bia này đây. Đây. Rồi, nó cầm vào cái trong túi. Cầm vào quá đấy nhỏ. Ừ, cái to quá. Để trước mặt cái ra. Ra đây, đây. Đây, uống nhỏ. Thế thôi nhỉ? Khai trương bia tí. Đây, đổ. Mời cả nhà uống nha. Uống bia nha. Để đây, 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 đây. Không được uống đi mà. Uống đâu? Nước chè thôi. Để cho siêu này. Bia ở trong cao. Dạ, siêu là bia đâu? Nước ngọt. Nó này ở với bác nhá. Phụ bác cả. Ôi da đúng không? Cái này thế, thế này mà xé, thế này nó chấm ăn thôi. Ngon. Bia chè. Bia chè. Mình xé ra hết thì mình gắp ăn nó không có đấy. Bia chè. Này, bông này. Này, cánh này này. Để ra cái nó cánh vào. Nó ăn nó rồi. Bạn nào ăn hết mề gà của tớ rồi? À, có mề gà nữa rồi. Ơ, bắt mề gà luôn đấy. Là như là đó. Quay. Mấy chị ăn cơm bia uống đi, rất là khóc đi. Mấy chị ăn cơm bia uống mà. Mà để trên này chưa có điện, chưa phải đường quạt. Ơ, chú chưa cá đụng về đây à? Cái này là đụng gió mà. Cái này là đụng gió mà. Thấy ấm ấm ngủ đi lạnh. Đấy ở đây lạnh lắm. Đi về chắc lạnh lắm. Thật ra là lạnh. Ê. Đây là đâm quay chín
độ 5 cái này có hạt gì?